Giờ trái đất là phải tắt hết thiết bị điện nhà. Ủa rồi tôi học bài trong bóng tối sao? Nhà tôi giờ đó là giờ ăn tối, rồi ăn trong bóng đêm ư? Mọi người chắc hẳn đã biết sự kiện tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất năm 2023 sẽ diễn ra từ 8:30 đến 9:30 tối thứ Bảy, ngày 25 tháng 3. Cơ mà, một số anh em lại lo lắng với các câu hỏi như: tắt hết điện thì sao học bài? Bệnh viện tắt điện là toang. Ôi giời ơi! Ăn trộm, thần tài đến. Vậy là anh em đã hiểu sai thông điệp của giờ trái đất rồi. Đêm tắt đèn, sự kiện chính của giờ trái đất không có nghĩa là bắt buộc mọi người phải tắt hết đèn điện, mà là trong một giờ, chúng ta hãy chú ý tắt hết các thiết bị điện không cần thiết nhé. Việc làm này nhắc nhở chúng ta tiết kiệm năng lượng, chung tay bảo vệ môi trường. Vì vậy, đừng tiết kiệm điện chỉ trong một giờ, mà hãy hành động trong suốt 365 ngày. Cùng nhau hãy lan tỏa thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen để bảo vệ môi trường sống bền vững của chúng ta. Theo dõi Điện lực Việt Nam EVN News để cùng Điện biết tất tôi biết thêm nhiều thông tin thú vị khác nhé.